chào các bạn, nhóm khí Bảo Bình Thiên Bình Song Tử. Đây là dự đoán tháng 4 dành cho các bạn. Hãy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất, vì đây là trải bài chung nên có thể đúng với bạn hoặc là không. Thì mình sẽ bắt đầu với nhóm khí với các bạn Bảo Bình nha. Ở đây chúng ta có những lá bài trà, lá bài tarot và oracle. Thì mình sẽ đọc bài trà trước. Ở tụ bài số 1 của các bạn Bảo Bình ở đây á, thì mình thấy rằng là trong tháng 4 này các bạn sẽ nhận được những lời khuyên đến từ những cái người bạn của mình. Và đây sẽ là những cái lời khuyên mà các bạn nên lắng nghe, nên kiểu giống như là mở lòng ấy để đón nhận xem là, tại vì là không phải tự nhiên mà họ sẽ khuyên bạn, mà những cái lời khuyên này sẽ thực sự có ích cho các bạn trong cái thời điểm tháng 4 này. Tiếp theo nữa thì mình thấy rằng là bạn sẽ có một cái sự thay đổi và phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn về mặt tâm linh, về mặt tinh thần, về mặt nhận thức, suy nghĩ bên trong của các bạn. Bạn sẽ có một cái sự phát triển giống như là nhiều thứ bên trong bạn ấy nó sẽ được sáng rõ. Nhiều thứ chưa rõ ràng các bạn sẽ kiểu giống như là hiểu được lý do vì sao mọi thứ nó diễn ra như vậy. Và mình cảm nhận được rằng là bạn đang ngày càng nâng cái level của bản thân của mình lên rất là tốt. Và cứ tiếp tục cái hành trình, cứ tiếp tục làm cái điều đó đi nha. Đó. Tiếp theo nữa thì mình thấy là trong tháng 4 này á, bạn sẽ có một cái chiến thắng nào đó. Cái chiến thắng ở đây nó có thể là một thành tựu nào đó trong những cái lĩnh vực mà hiện tại các bạn đang có. Mình không biết là trong lĩnh vực gì và về vấn đề gì cụ thể. Có thể là liên quan đến công việc, là các bạn ký được những cái hợp đồng béo bở này, đó đem lại nhiều lợi nhuận này. Hoặc là các bạn ở trong lĩnh vực học tập, học hành hay là một cái gì gì đó. Mình thấy rằng là bạn sẽ nhận được một cái tin tốt nha, một cái tin tốt. Và cái biểu tượng ở đây là hình chữ V này, nó biểu hiện trong một sự chiến thắng ở đây. Đó, các bạn thấy không? Đó, vì bạn sẽ chiến thắng trong một vài cái lĩnh vực hoặc là cái vấn đề nào đó. Tiếp theo nữa chúng ta có lá bài cuối cùng ở trong những lá bài trà ở đây, nó nói về việc là trong tháng 4 này có thể các bạn sẽ có một cái kỳ nghỉ hoặc là đi đâu đó. Thật ra có thể có những bạn là ngay hiện tại các bạn đã dự định về chuyến đi này rồi, nhưng mà có những bạn thì chưa có dự định gì hết, cũng chẳng nghĩ là tháng 4 này đi đâu đâu. Thế nhưng mà có thể là đến cuối tháng, cái giai đoạn mà các bạn được nghỉ ấy, được nghỉ ngơi á, 30 tháng 4, 1 tháng 5 đó. Đó thì có thể là các bạn sẽ được nghỉ ngơi một vài ngày này. Hoặc có những bạn đã chọn đi du lịch, đi đâu đó này kia các thứ ở đây. Rồi, cụ thể hơn với những lá bài Tarot Oracle ở đây á, thì mình thấy được rằng là trong cái tháng 4 này á, nó sẽ rất là thuận lợi cho các bạn với những cái việc liên quan đến sự bắt đầu, khởi sự, bắt đầu làm cái gì đó. Tháng này có thể các bạn cũng sẽ có rất là nhiều những cái dự định ấp ủ mà các bạn muốn làm. Thì mình thấy là bạn làm được và nên làm trong tháng 4 này. Ví dụ có những bạn là muốn khởi đầu hay là muốn bắt đầu một cái gì đó trong công việc này, hoặc muốn học hành thêm một cái gì đó này, thì mình thấy là rất là tốt, nên nắm bắt cái điều này. Đó, hoặc là có những bạn nào mà đang có xu hướng muốn mở lòng, muốn đón nhận tình yêu, tình cảm gì đó ở đây á, thì mình thấy rằng là cũng nên làm điều đó trong giai đoạn này. Bởi vì ở đây chúng ta vừa có Ace of Pentacles, vừa có Ace of Cups ở đây. Đó, giống như là sẽ có những cái khởi đầu mới nó tới về cả vật chất, tinh thần, vật chất, công việc, tài chính, tiền bạc, cho đến tinh thần, tình yêu, tình cảm ở đây. Đó, thì mình thấy được rằng là cái việc của các bạn đơn giản chỉ là sao cho cân bằng giữa mọi yếu tố thôi. Tức là ở đây các bạn thấy là trend không? Là trend này này đấy, nó rất là đặc biệt. Lá bài này nó đặc biệt hơn ở những cái bộ bài khác. Ở bộ bài khác nó là hình ảnh một người phụ nữ, họ thuần hóa cái con sư tử. Nhưng mà hình ảnh ở đây là hình ảnh một nửa là con sư tử và một nửa là người nữ ở đây. Điều này cho thấy rằng là giống như là cái người này họ mang một nửa bản năng của động vật á, của cái con sư tử đó, và một nửa bản năng của, và một nửa cái con người của cái người nữ. Cho nên mình thấy là bạn cần phải biết cách để khi nào thì nên mềm dịu, mềm dẻo, và khi nào thì nên dữ dội như một con sư tử đó. Thì mình thấy rằng là cái đó thuộc về cái phần cá tính của các bạn, nên là hãy biết cách bộc lộ sao cho khéo léo nhất nhá. Rồi, mình thấy rằng là trong chuyện tình cảm có thể các bạn cũng sẽ bước vào những cái mối quan hệ tìm hiểu lẫn nhau ở đây. Hoặc là các bạn sẽ nhắn tin, nói chuyện, trò chuyện gì đó với một ai đó chẳng hạn. Thì mình thấy rằng là sẽ có một cái open relationship, sẽ có một cái mối quan hệ tìm hiểu gì gì đó ở đây nhá. Và ở trong tháng này hãy nhớ thêm một điều nữa là để cho mọi thứ nó thuận lợi nhất ý, thì có thể là hãy chọn cách cho đi nhiều hơn là nhận lại. Tức là đừng tính toán quá nhiều trong giai đoạn này. Riêng tháng 4 này đừng tính toán quá nhiều. Bạn có thể giúp đỡ được ai, bạn có thể cho đi điều gì thì bạn cứ cho đi. Đó, bởi vì chắc chắn điều gì nó cũng sẽ quay lại với bạn thôi. Nhưng mà bạn hãy cho đi vì bạn muốn thế, chứ không phải là bởi vì bạn mong muốn nhận lại một cái gì đó. Hãy cứ cho đi vì bạn cảm thấy khi mà bạn cho đi, bạn vui vẻ, bạn hạnh phúc và bạn muốn làm điều đó nha.
Rồi, ở đây thì lá đầu cua này ấy, thì mình cho mình cái cảm giác nó giống như cái lá ngọn đuốc này thôi, tức là bạn mở rộng được cái tầm nhìn của bạn này, bạn nhìn nhận mọi thứ nó rõ ràng hơn này. Đó, bạn giống như là kiểu bạn nhìn ra được khoảng cả ngoài toàn thế giới rồi đấy, về mọi sự mọi chuyện rồi đấy. Nên mình thấy rằng là tháng 4 này của các bạn bảo mình ấy, nó sẽ khá là thuận lợi nha. Rồi, đến với Thiên Bình. Xin chào các bạn Thiên Bình, đây là dự đoán tháng 4 dành cho các bạn. Hãy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất, vì đây là trải bài chung nên có thể đúng với các bạn hoặc là không. Ở đây chúng ta có những lá bài trà, lá bài tarot và oracle, thì mình sẽ giải bài trà trước nhé. Về những cái lá bài trà đây, đầu tiên chúng ta có một cái lá bài về cái tai, nó nói về việc đấy chính là bạn sẽ nghe được một cái tin tức tốt nào đó đến với các bạn. Một tin tức tốt nào đó sẽ tới. Mình không biết là tin tức này nó là liên quan đến vấn đề gì, nhưng mà đại loại là chắc chắn khi mà bạn nghe thấy thì nó là một cái tin tốt cho các bạn. Thứ hai ở đây nó nói về việc đấy chính là đã đến lúc để bạn bước ra khỏi một cái tình huống nào đó. Mà theo mình thấy rằng là khi bạn ở trong tình huống đó, bạn đã bị bế tắc rồi, hoặc là bạn đã cố gắng hết sức với cái tình huống đó rồi, nhưng mà nó không đem lại những cái hiệu quả, hay là nó không có cái sự xoay chuyển hay là thay đổi nào đó, thì đã đến lúc để bạn giống như là bước ra khỏi nó. Tiếp theo nữa ở đây chúng ta có một cái lá bài, đấy chính là bạn sẽ được giống như là chăm sóc trong những cái khoảng thời gian bạn khó khăn. Cái sự khó khăn này á, có thể là về mặt sức khỏe, ví dụ như là trong tháng 4 bạn dễ bị ốm này, thì mọi người trong xung quanh sẽ phải chăm sóc bạn về mặt sức khỏe này. Hoặc nếu không á, thì nó có thể liên quan đến những cái vấn đề liên quan đến tâm lý này, tinh thần, hoặc là một cái vấn đề nào đó mà bạn cần có một cái sự hỗ trợ giúp đỡ từ những người xung quanh. Tiếp theo nữa là nói về việc đấy chính là bạn đang đứng trước một cái cánh cửa, mà mình tin là cái cánh cửa này nó đã ở ở đó rồi, nhưng mà nó đợi bạn bước ra khỏi, get out khỏi cái tình huống nào đó ở đây này, thì bạn mới tới được với cái cánh cửa này. Cánh cửa này nói về việc là đang có một cái cơ hội chờ đợi các bạn, nhưng mà cái cánh cửa này nó chưa mở ra, nên cái người mở cái cánh cửa này này phải là chính bạn nha. Đó, nó ở sẵn đó rồi, nó đang đợi bạn đi ra thôi. Thì với những lá bài Tarot Oracle ở đây á, thì cái thông điệp nó cũng gần tương tự như vậy thôi, nó cũng rất là thống nhất với nhau, nó cũng rất là mát với nhau ở đây. Thì mình thấy là bạn có một cái sự nỗ lực cố gắng và kiên trì với một cái chuyện gì đó, nhưng mà bạn càng cố gắng, bạn càng kiên trì thì lại càng không thấy tương lai, lại càng không thấy được cái phía trước nó như thế nào. Nó rất là mịt mờ, nó rất là mù mịt ở đây. Đó, và các bạn không biết là bây giờ là nên đợi tiếp hay là nên như thế nào. Thì trong tháng này bạn sẽ nhận được một cái sự giống như là sẽ có một cái sự tác động nào đó nó đến với cái câu chuyện của sự chờ đợi này. Đó, cái này là có yếu tố của bàn tay số phận này. Đó, nó sẽ đẩy các bạn phải đi đến một cái quyết định nào đó ở đây, và cái sự tác động của bàn tay số phận này á, khi mà nó đẩy bạn đến một cái quyết định nào đó ở đây á, thì nó thật ra là cái vấn đề mà các bạn cứ khúc mắc, các bạn cứ chờ đợi mà chưa có được ấy, hoặc là càng mịt mờ ấy, càng cố gắng lại càng thấy nó mịt mờ á, thì mình thấy rằng là nó là một cái vấn đề cá nhân tồn tại từ rất là lâu của các bạn rồi. Thì trong tháng này một vấn đề cá nhân nào đó sẽ được giải quyết thông qua sự tác động của số phận, và mình thấy là bạn đã nỗ lực và cố gắng chờ đợi nó rất là lâu, nhưng mà nó rất là cứ mù mờ như vậy thôi, nó chẳng có rõ ràng này cái các thứ. Thì ở đây chúng ta có lá Walking Away, nó tương ứng với cái lá Time to get out đây thôi, tức là đã đến lúc để bạn phải rời đi rồi, phải rời khỏi cái tình huống đó rồi, vì các bạn đã rất nỗ lực cố gắng nhưng nó không được, nó không thuận theo ý bạn, nó không có ổn, thì bạn cần phải bước đi, bạn cần phải ra khỏi nó. Đó, cần phải ra khỏi người đó đi, hay là ra khỏi cái tình huống đó đi. Đó, và mình thấy là ngay sau khi mà bạn rời khỏi ngay á, thì mình thấy rằng là có ngay một cái điều gì đó có thể sẽ được ấp ủ, có thể sẽ được thai nghén, nó giống như là The Empress này này, có thể là sẽ ấp ủ này, thai nghén này, hoặc là một cái điều gì đó mà kiểu giống như là các bạn có những cái ý tưởng mới, hoặc là một cái cơ hội mới nó tới, nhưng mà nó sẽ ở cái dạng là nó ở cái dạng giống như hạt mầm á, và việc của các bạn đấy chính là các bạn sẽ sử dụng cái hạt mầm đó để nuôi trồng nó thành một cái có ý nghĩa hơn, kiểu như vậy. Và mình thấy là cái cơ hội mới nó đến với các bạn ấy, thì cái khả năng thành công của nó sẽ cao hơn nhiều so với những gì hiện tại mà các bạn đang chăm chút, những gì hiện tại mà các bạn đang hy vọng vào. Mình thấy rằng là nó rất khó để có thể đưa ra cái kết quả, và đã đến lúc để bạn bước ra khỏi nó rồi. Giống như là một người đang đang bạn giống như là mình lấy ví dụ thôi, nếu như chuyện này liên quan đến chuyện tình yêu, bạn cứ đơn phương một người, hoặc bạn cứ ở trong một cái mối quan hệ mà nó không đi đến đâu cả, người đấy họ cũng không có nói rõ ràng về mối quan hệ này, họ cũng không để bạn đi đó, và giống như họ cứ giữ bạn giống như là một cái gì đấy dự phòng á,
Đó, thì đã đến lúc để bạn phải rời khỏi đó rồi, bạn không thể ở mãi đó nữa. Bạn phải nhận ra giá trị của mình rằng à có rất là nhiều những cái cơ hội khác này này. Nó đang chờ đợi mình ở phía trước, mình còn phải làm rất là nhiều những cái việc khác, nhiều việc khác nữa. Nên mình thấy là một vấn đề cá nhân nào đó sẽ được giải quyết trong tháng 4 này. Một số bạn có thể cái điều này nó sẽ liên quan đến việc các bạn có em bé, tức là những bạn nào mà mình thấy là có thể có những bạn nào mà các bạn đã trông chờ cái việc có em bé rất là lâu rồi, làm mọi cách rồi. Thì bây giờ cái việc mà bạn cần làm thôi là hãy thả lỏng một chút về mặt tinh thần. Đôi khi bạn không mong ngóng nữa thì nó sẽ lại tới với bạn nha. Thì đấy là riêng về cái vấn đề đó, thì đấy nó nhắc nhỏ xíu thôi à, tự dưng thì mình cảm nhận được điều đó và mình nói. Còn còn lại ở đây thì ok, đấy là số 2 của Thiên Bình, chúng ta là với song tử. Xin chào các bạn đến với tụ bài số số 3 của các bạn song tử. Hãy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất, vì đây là trải bài chung nên có thể đúng với các bạn hoặc là không. Các bạn song tử ở đây á, chúng ta sẽ có bài trà, bài tarot oracle nhá. Rồi các bạn có thể xem thêm các cung nhà khác để có thêm thông tin nhé. Rồi không phải là tất cả các bạn song tử thì đều sẽ diễn ra như này đâu. Rồi ok, với các bạn song tử ở đây chúng ta đến với lá bài trà đầu tiên ấy, thì nó nói về việc là trong giai đoạn này các bạn hãy chú ý một chút đến những cái dấu hiệu cảnh báo liên quan đến mặt tiền bạc tài chính. Ví dụ như là bạn chi tiêu cái gì bạn phải rõ ràng ra đó, đừng chi tiêu quá tay, mà có thể là đến những lúc mà bạn cần tiền ấy là bạn sẽ không có tiền đâu. Đó, cái số 2 nó còn là cái biểu hiện liên quan đến việc bạn bảo vệ tiền bạc tài chính của bạn trong tài khoản, trong ví của bạn, để ở những cái nơi như kiểu túi này cái các thứ bạn nên cẩn trọng một chút nha. Tiếp theo nữa ở đây thì mình thấy rằng là bạn sẽ có một vài những cái vấn đề mà có thể là mâu thuẫn trong mối quan hệ bạn bè hoặc là gia đình. Đó, tháng này thì thực sự là các bạn song tử sẽ hơi mệt với khá là nhiều vấn đề ở đây đấy. Tiếp theo nữa ở đây á, thì tháng này bạn được nhắc nhở là hãy sử dụng trực giác của các bạn, vì trực giác của bạn ấy nó sẽ đúng, nó sẽ khá là đúng, miễn là các bạn biết lắng nghe nó đó thì nó sẽ cho bạn những cái thay đổi tích cực tốt đẹp. Tiếp theo mình thấy rằng là bạn sẽ có thể là bạn sẽ không thành công trong việc giải quyết một cái vấn đề nào đó ở đây, tức là ví dụ như các bạn đang hiện tại đang gặp một cái vấn đề liên quan đến cái chuyện A nào đó, nhưng mà các bạn muốn giải quyết nó, nhưng mà có thể là các bạn sẽ phải chấp nhận cái việc là các bạn sẽ không thể giải quyết được nó sẽ không thành, và các bạn phải chấp nhận là à cái phương pháp bạn chữa cháy đó nó cũng không giải quyết được đó. Thì thật ra là trong tháng này này mình thấy rằng là nếu như mà được ý, thì hãy cẩn trọng một chút với những cái việc mà mình làm. Nếu như mà được thì không không đừng làm những cái việc gì đấy nó quá là to tát, đừng làm những việc gì đấy nó quá to tát nếu như được nha. Còn nếu như buộc phải làm thì vẫn cứ phải làm thôi, nhưng mà mình thấy rằng là nếu như được thì hãy chờ thêm một chút, nếu như được để qua tháng này một chút đi, để trong giai đoạn sau đi để làm thì sẽ tốt hơn nha. Bởi vì mình cảm nhận được rằng là cái cuộc sống của bạn nó đang có một cái sự chuyển biến, đang có một cái sự chuyển từ cái cũ sang cái mới ở đây. Đó, nên là cái thời điểm này nó khá là lộn xộn và nhiều vấn đề sẽ bị và đem ra để giải quyết ở đây. Đó, nên là sẽ chưa thể thích hợp để làm hẳn một cái gì đó đâu. Nếu như được, chờ đợi thêm một chút nữa. Từ từ đã nha, từ từ thôi bé ơi. Vì mình thấy được rằng là bây giờ bạn có làm á, làm một cái gì đó á, thì sau đó, ngay sau khi mà bạn làm á, bạn sẽ nhận được một cái câu trả lời, hoặc là lúc đấy bạn lại nhận được thêm thông tin cho mình, và lúc đấy bạn cảm thấy là mình sẽ bị hớ. Nó giống như là cái việc mà bạn đi vào một cái cửa hàng và bạn 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 mua hàng nhưng mà bạn lại không xem xét quá là kỹ, kiểu như thế. Bạn cứ thế bạn mua thôi, đó thì có thể là bạn bị hớ. Nhưng mà nếu như mà bạn vào đấy bạn xem xét kỹ này, bạn quan sát những người xung quanh họ mua hàng với giá bao nhiêu này, bạn trả giá này, thì có thể là bạn mua được cái món đồ đấy với một cái giá trị mà nó không 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 quá, tức là chúng ta sẽ không tốn quá nhiều tiền cho cái món hàng đó. Bởi vì mình cảm thấy là có thể là trong tháng 4 này bạn sẽ có được những cái câu trả lời cần thiết cho bản thân của mình. Có thể nó sẽ đến với bạn, và thông qua những cái câu trả lời đó thì bạn mới có thể đưa ra được những cái quyết định đúng đắn cho bản thân. Cho nên ý là đừng vội vàng gì trong cái tháng 4 này, cứ bình tĩnh thôi. Như mình nói rồi là nếu như được thì hoãn một chút đi. Còn đâu nếu như mà phải quyết tâm, phải quyết định ấy, thì hãy xem kỹ một chút, xem kỹ càng một chút. Đó, thì đấy sẽ là cái điều tốt nhất. Tiếp theo nữa ở đây ý, thì mình thấy là trong cái tháng 4 này, đặc biệt hãy nhớ là tháng 4 này sẽ có một cái ngôi sao mà nó sẽ nghịch hành, và không ai khác chính là chị Thủy của chúng ta. Đấy chính là sao Thủy nghịch hành ở trong cái tháng 4 này. Thì lát nữa mình cũng phải lên bài để nhắc mọi người về cái sự kiện này.
có những bạn là nó đã ảnh hưởng từ khoảng 2 tuần trước rồi đó. Còn đâu có những bạn là trong những bạn song tử là trong tháng 4 này này, các bạn sẽ dính cái điều này. Thế là mình thấy rằng là sẽ có ai đó từ quá khứ họ sẽ quay trở lại trong cuộc sống của các bạn, và họ sẽ có thể sẽ có cái sự kết nối này với bạn này, quan tâm bạn này, chia sẻ với bạn này đó, rồi là rất là nhiều những cái hành động, có những hành động quan tâm chăm sóc gì đó ở đây. Thì có thể là cái điều này sẽ khiến bạn cảm thấy là hơi lơ ngớ. Thì đầu tiên là hãy nhớ đây là do một phần là do tác động của sao thủy nghịch hành. Những cái chuyện chưa được giải quyết thì nó sẽ được đem ra để giải quyết ở đây. Thì mình không biết được rằng là các bạn sẽ như thế nào đối với mối quan hệ này. Thì mình thấy rằng là bạn nên đừng nên quyết định vội vàng gì trong mối quan hệ này, là quay lại ngay hay là gì đó. Các bạn cứ để đó thôi, để xem xét thêm cái người này là cái điều đầu tiên. Cái thứ hai là để cho cái nguồn năng lượng này nó dần đi qua một chút, đi qua một chút, thì dần dần các bạn tỉnh táo hơn trong việc đưa ra những lựa chọn cho mình ấy, thì lúc đó hẵng đưa ra cái quyết định nha. Đó, mình thấy là cái người này họ quay về như kiểu như chưa có cuộc chia ly ấy, quan tâm chăm sóc này kia các thứ lắm. Bởi vì có thể họ nhận ra được rằng là bạn có một cái kết nối rất là đặc biệt gì đó với họ, và họ không thể tìm thấy ở những cái người khác. Thì đấy là các bạn song tử. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhấn like đăng ký kênh của mình nha. Bye.